Chào anh. Anh chào em. Chúc anh sức khỏe ạ. Em rất vinh dự hôm nay chào mừng anh đến điểm rửa xe của em. Hôm nay thì anh muốn đến đây để bảo dưỡng định kỳ xe. Vâng, thay dầu, rửa thân vỏ xe đúng không? Xe anh thì đến là 10 vạn rồi. Vâng, vâng. Và sau đó là rửa sạch cho anh các nội thất ở bên trong bên ngoài nhá. Vâng, vâng. Rất may hôm nay lại có tình cờ có một hàng láng ở đây. Cảm ơn anh. Chào các bạn. À đây hả? Vâng ạ. Xin chào bạn. Xin chào. Xin chào. Chào anh. Xin chào. Xin chào anh Vinh. Vâng. Bên trung tâm bảo dưỡng sửa chữa xe ô rộng của Caron ô tô chúng tôi xin tặng anh chiếc thẻ VIP và là những khách hàng rất thân thiện của chúng tôi. Đẹp.